Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và trên tay tôi hôm nay thì có hai chiếc Rolex. Bên tay trái tôi là chiếc 116231 và bên tay phải của tôi là chiếc 126231, phiên bản mới được giới thiệu tại Baje World 2018 vừa xong. Nghe con số thì các bạn có thể hiểu rồi. Phiên bản 126231 là cải tiến của phiên bản 116231. Vâng, và phiên bản mới và phiên bản cũ của dòng Desert thì có gì khác nhau? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Vâng, trước hết là về ngoại hình, bạn có thể nhìn thấy là thiết kế tổng thể của hai dòng Desert thì không có gì khác nhau cả, giống hệt nhau, vẫn là vành khía này, vẫn là kính Cyclops này, vẫn là mặt kim, vẫn là vỏ Oyster, vẫn là núm Twinlock, tất cả chi tiết đều giống nhau. Và có một điểm khác biệt duy nhất, dễ nhìn thấy nhất, đó chính là chữ Swissmade ở góc 6 giờ. Ở phiên bản 126231 thì chữ Swissmade có thêm logo vương miện Rolex ở giữa, còn phiên bản cũ thì không có. Vâng, đây là chính là chi tiết dễ nhận biết nhất của dòng 126231 và 116231. Mặc dù không khác biệt nhiều lắm, các bạn thể ý là càng nối dây của phiên bản mới có chút sự khác biệt. Càng nối dây của mẫu mới này thì mát vào nhiều hơn một chút, và thực sự thì nó nhỏ hơn một chút. Và tôi đã thử đo hai mẫu đồng hồ này. Mẫu đồng hồ cũ càng nối dây có chiều dài 26mm, trong khi đó mẫu đồng hồ mới chiều dài càng nối dây chỉ là 25mm mà thôi, nhỏ hơn 1mm. Bên cạnh đó thì chúng ta có một số chi tiết được thay đổi là bộ dây Jubilee. Hãy thử nhìn và so sánh thì dây Jubilee của mẫu mới cũng thon hơn mẫu cũ, nó nhỏ hơn một chút thôi. Và nếu bạn phải có hai mẫu đồng hồ trên tay, bạn mới thấy sự khác biệt. Và sự thay đổi cuối cùng về ngoại hình đó chính là độ dày của hai chiếc đồng hồ. Và bạn có thể thấy là mẫu 126231 bên tay phải từ đây thì trông khá là mảnh mai hơn nhiều so với mẫu 116231. Một phần là do càng nối dây này, càng nối dây này đường dốc nó lớn hơn, trong khi đó thì mẫu 126231 thì đường dốc nó thoải hơn. Nói chung thay đổi về ngoại hình của mẫu Desert 36 mới so với Desert 36 cũ chỉ là làm cho nó mảnh mai hơn, thanh lịch hơn. Sự thay đổi này đã xuất hiện một lần khi mà Rolex thay đổi từ Desert 2 sang Desert 41, cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tất nhiên là thay đổi mạnh mẽ nhất, quan trọng nhất là ở bên trong trên đồng hồ và chúng ta không thể thấy được, đó chính là bộ máy mới. Mẫu Desert mới thì sử dụng bộ máy 3235, trong khi đó thì mẫu Desert cũ sử dụng máy 3135. Khác biệt lớn nhất đó chính là thời lượng COT. Thời lượng COT tăng từ 48 giờ lên tới hơn 70 giờ và khoảng một ngày. Ở một ngày đó thì có thể tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Vậy làm thế nào mà Rolex tăng được thời lượng COT lên một ngày gấp rưỡi? Và sự thay đổi đầu tiên đó chính là hộp COT. Hộp COT của máy 3235 có thành mỏng hơn, do đó có thể chứa được nhiều dây COT hơn. Và sự thay đổi đó đã làm cho thời lượng COT tăng lên 10 giờ. Không chỉ thế, cái hệ thống bánh răng cũng được thiết kế lại để cho trơn tru hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn. Vì thế, thời lượng COT cũng tăng thêm một phần nữa. Và một phần quan trọng khác nữa đó chính là bộ thoát. Máy 3235 sử dụng bộ thoát mới, bộ thoát Chronology, đấy thiết kế khá đặc biệt. Bạn có thể nhìn hình ở trên, với bộ thoát truyền thống cũ thì con ngựa sẽ tiếp xúc thẳng với cả bánh xe gai, trong khi đó thì với bộ thoát mới, con ngựa sẽ có tiếp xúc hơi xiên một chút, vì thế chân kính phiến sẽ có độ dày giảm một nửa, nhưng lại có cái diện tích tiếp xúc tăng lên gấp đôi. Và như thế sẽ là bộ máy nhẹ hơn mà thổi ít năng lượng hơn để hoạt động. Tổng hợp tất cả những cái chi tiết đó thì chúng ta có một bộ máy mới hoạt động hiệu quả hơn, bền bỉ hơn và có thời lượng COT tốt hơn. Và tóm lại trong video này thì hai mẫu 126231 và 116231 có sự khác biệt lớn nhất, đó chính là phần bộ máy. Và bộ máy 3235 được cải tiến hơn rất nhiều so với 3135. Còn về thiết kế thì thực sự là không thay đổi quá nhiều. Chỉ những người tinh ý hay những người đã sử dụng 116231 nhiều thì mới nhận ra được mà thôi. Còn với những người mà mới sử dụng mẫu đồng hồ Rolex này thì chắc là họ không nhận ra sự khác biệt đâu. Vâng, cả hai mẫu đồng hồ này thì đều có sẵn ở Gia Bảo Luxury. Và bạn có thể biết thêm thông tin về hai mẫu đồng hồ này tại website chúng tôi, gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.